Hello, xin chào các bạn đã đến kênh của mình Hero Kim. Và hôm nay thì chúng ta có một sự kiện cũng khá là thú vị, đó là sự kiện mèo đen. Rồi, ok, thì đây là con boss đầu tiên trong cái chuỗi boss lần này, boss số 5 MU. Con MU này thì cũng nói chung thì cũng yếu, nhưng mà cái khả năng của nó AoE là liên tục ở trong phạm vi, rồi AoE trên một cái đường đường thẳng, kêu đường thẳng thì kêu nguy hiểm, rồi nó sẽ có sát thương cố định rồi này kia các kiểu các bạn. Nói chung với thì con MU này nó nhoi quá. Rồi từ lúc bắt đầu thì Man nhận được con Yu Seke, thì sau đó là Man làm một cái biệt đội gọi là Tứ Đại Thánh, nhưng mà kỳ này nó không giống với kỳ rồi các bạn. Đem lấy bốn con tứ đại thánh vô thì đến lúc mà để kích hoạt cái đầu tiên cho đội đó, cái skill đầu tiên cho đội thì đọc thấy giáo binh với lại pháp sư rồi ma vật với lại ngựa. Ok, mà đặc biệt á là kèm thêm dòng chữ nữa, tất cả ma vật không bị khác hệ. Ok, ngon. Lật đật là phải chuyển con Yusuke về bên 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 ma, rồi lấy thêm Transcendent nữa, rồi cũng ma luôn, rồi chuyển con Akaza về class ngựa, cái là kích hoạt được hai con. Ok, cũng may mắn các bạn, nói chung mày có được con MA, rồi con hươu á. Con hươu thì chơi cũng được, ok. Rồi xong rồi đó. Ngay cái tour đầu tiên đó là man lên là man bao dây tứ phía. Thì cái con này nó sẽ có một cái việc như thế này, là nó AoE trong phạm vi và nó tích chồng lên là 5 búp và nó duy trì 5 hiệp và nó có được công dồn các bạn. Nói chung thì nó quýnh nhiều con của bên mình đó, thì nó tích lớp búp lên bên nó cũng khá là nhiều, nên là cũng hạn chế cái việc là cho nó đánh nhiều con. Nhưng mà bao dây nó như vậy á thì ok, nó cũng đánh được nhiều con, nhưng mà cũng kệ nó các bạn, mình cứ cận chiến mà mình gõ nó thôi, nó không cho nó chạy nhông nhông nữa. Ok, ở trong này mà cái lát ba vật á, nó không bị khắc hệ á, thì nó có một cái lượng đam cực kỳ ghê gớm, tại vì nó là cái lát mà có cái thuộc tính nó cao cao nhất game là lát ma. Rồi ok, thì khi mà con MO này MU này nó có một cái lượng HP nó xuống dưới mức 50%, thì nó sẽ triệu hồi ra hai con giáo, tất cả là có hai con giáo thôi nha các bạn. Mình quánh thì mình thấy nó triệu hồi chỉ có hai con thôi. Rồi hai con giáo đó thì nó khi mà nó giao chiến với chúng ta thì nó sẽ hồi lại phần trăm HP cho con MU này. Cũng hên hên là cũng lụm được mấy cái skill đánh đơn các bạn. Mỗi mỗi con có hai con này cũng có skill đánh ba ô. Con tăng của mình Emilia cũng có skill đánh ba ô luôn các bạn, và nó có chưa có skill ba cốt có skill ba cốt nữa mới ngon. Ok, con hươu thì mình lụm được cái skill hươu nhóm, nhưng mà con này nó cũng hươu kém, nó không có hươu đơn. Được một cái là có cái miễn dịch tất cả các debuff ở những cái map đầu các bạn, lỡ gặp mấy con ngựa đồ này kia các kiểu nó ủi tăng đồ này kia đó, mình ok mình búp lên đó, rồi cứ giam cái con MU này nó ở đây thôi, rồi cứ nói chung là cứ gõ thôi. Còn cái con giáo kia nó có lên đó thì mọi việc tính sao. Đó, ra được hai con luôn á, ra hai con ma luôn các bạn. Đó, bị sát thương cố định, nếu như mà không di chuyển nó là ăn sát thương cố định rất là nhiều, nhưng mà buộc lòng phải giam chân nó lại để cho mà nó không có nhoi các bạn, chứ nó mình đi ba ô mà nó cứ chạy xa 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 xa. Nếu như mà chim ngựa đồ này kia đó thì có thể giờ vừa chạy vừa quýnh với nó được, còn mình thì ba ô thôi, nên là cứ
giam nó đây, mặc dù là biết đứng như vậy sẽ ăn sát thương cố định rất là nhiều, nhưng có hai cái lần bơm hấu rồi, hai lần hưu thì nó cũng ok lắm. Yusuke bây giờ là đang bị gắn cái debuff sát thương gây ra giảm nè, nó được 3 hiệp thế xong rồi nó giảm 2 hiệp. Và có hai con mà anh đều dự định là sẽ đánh bớt một con. Con người siêu việt này á, lụm được cái skill của trăng đỏ. Trong team anh cũng đang có trăng đỏ, nhưng mà trăng đỏ nó không có về bên ma được, nó lát kiếm với lại lát lát thánh. Man tập trung mà ngủ đại thánh luôn á. Ok, ngủ đại thánh luôn. Emilia cũng thánh nè, Yusuke thánh nè, AMA cũng thánh nè, rồi người siêu việt cũng thánh nè, rồi trăng đỏ cũng thánh luôn. Ok, là ngũ đại thánh. Ngũ đại thánh bây giờ biến thành nhị đại ma vương à. Chơi nhị đại ma vương nó hay hơn các bạn. Mới đầu là lượm đường Yusuke, rồi sau đó ra con Akeza. Akeza thì lượm luôn nhé, lượm luôn con ngựa đó. Thì nó sẽ ra sói để mà hiến lính cho Yusuke nó biến hình. Nó cũng hợp lý vậy, nó cũng hợp lý. Có tăng là đáng lẽ là man nó ra cho lúc đó, nó ra cho man một con tăng hắc ám Abedo. Thì đáng lẽ mà biết cái vụ mà ma như thế này á, sớm hơn là lấy con tăng đó chơi nó vui hơn rồi. Con tăng nó mạnh hơn con này, mạnh hơn con này một tí, dễ bui hơn. Ok, có hai con giáo các bạn, thì đạp hai con giáo này là xong. Nó sẽ manh đánh đến cuối màn luôn, nó cũng không hiện ra con nào nữa các bạn. Rồi bây giờ thì manh cứ đứng ở đây mà manh dỗ con này thôi. Thì có lính thay ma khổng lồ thì nó vừa đánh nó vừa hồi máu, cũng đỡ cho con hươu bên kia, còn với lại cũng đỡ phải sát thương cố định nhiều các bạn. Giao chiến hồi máu này, bơm tốc hành luôn, bơm hai cái luôn, bên kia bơm nữa. Ok, gõ thường nè. Ồ, 25k luôn, có bạo luôn. Còn 1400 HP. Đánh chừng 2-3 hit nữa xong các bạn. Đó, một giây búp luôn. Công trí kỹ thủ ma thủ tăng 8% một giây mà nó được tích chồng nữa. Sát thương nhận tăng hên dễ sợ. Lần đánh thì xong rồi các bạn, còn hai mấy ca. Cái skill một cốt này bạo kích cũng ghê lắm. Xong con boss ở tầng thứ 5 MU rồi. Ok, Mandro xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chúc bạn ngày chơi game vui vẻ.